Chào các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ giải thích về cái bài tập và so sánh tính axit của các hợp chất hữu cơ. Bài tập số 1. Bài đầu tiên là so sánh tính axit của các hợp chất hữu cơ sau. Thì chúng ta thấy ở đây đều là các cái axit hữu cơ. Nó có gắn các cái nhóm. Đó. Thì ở đây thì dưới cách số 4 này thì là gắn hydro. Xem như là nó không cho hiệu ứng gì hết. Còn ở trên này thì cái nhóm alkyne này cho hiệu ứng cộng y đó. Còn cái liên kết đôi, liên kết đôi là lai hóa sp2, các cái carbon của liên kết đôi là sp2 thì nó rút điện tử theo kiểu trừ y đó. Thì tuy nhiên là nó nằm khá xa và trên cái nhánh nó thì nó vẫn có những cái carbon lai hóa sp3 đó. Cho nên là chung quy thì những cái axit 1, 2, 3 thì nó không thể nào mà mạnh bằng cái số 4 được đó, vì số 4 là không có một cái nhóm alkyne nào gắn vào hết nên số 4 sẽ là mạnh nhất đó. Còn trong các cái axit 1, 2 và 3 thì cái nhóm cái axit nào có cái nhóm rút điện tử này nè, đó cái liên kết đôi nè, nằm gần cái nhóm COH thì sẽ cho tính axit mạnh hơn. Như vậy là cái số 3 sẽ mạnh hơn cái số 2. Còn cái số 1 này á là đẩy điện tử cho nên nó hoàn toàn là yếu hơn hẳn. Rồi đây là các cái phenol ha, các cái phenol thì giống nhau, nó khác nhau là có cái nhóm bên dưới này, nó có nhóm bên dưới này thì các cái nhóm này nó sẽ cho hiệu ứng như C3 thì cho hiệu ứng cộng y và cộng h, cái này là trừ y và cộng c đó, con này cũng là trừ y và cộng c đó. Thì cái hiệu ứng cộng á, nó sẽ làm giảm tính axit của phenol. Tuy nhiên nó phải tùy thuộc vào là cái nguyên tố mà cho cái hiệu ứng cộng đó là ở chu kỳ mấy. Thì như chúng ta đã nói ở cái video mà so sánh giữa các hiệu ứng C, H và Y thì chúng ta có thể xem lại ở cái video đó chi tiết hơn. Đó là những cái những cái nguyên tử mà nằm cùng chu kỳ 2 là hiệu ứng cộng C nó sẽ tốt đó, như oxy này tốt này. Còn cái hiệu ứng cộng C của clo là nó không không tốt đó, cho nên là cái hiệu ứng trừ y của nó sẽ quyết định. Còn hiệu ứng cộng C á, là nó đẩy vào không có tốt đó. Cho nên là ở đây là cái số 2 này là cái tính axit á, là nó thể hiện do cái hiệu ứng trừ y đó, làm ảnh hưởng, làm tăng cái tính axit của phenol nên là cái số 2 này nó sẽ mạnh hơn cái số 1, trong khi cái 3 và 4 thì đều cho hiệu ứng cộng cho nên là sẽ yếu hơn cái số 1, mà trong đó là cái số 3 là có cái hiệu ứng C là mang tính quyết định, nó sẽ làm yếu hẳn so với lại cái hiệu ứng H. Tương tự đây những cái axit này cũng vậy, chúng ta sẽ thấy là có cái sự khác nhau bởi những cái nhóm này đó. Thì những cái nhóm này là nó cho hiệu ứng trừ y và cộng c. Thì cái clo, cái cộng c của nó là không có tốt đó, cho nên là chủ yếu là do cái tác động trừ y. Thì cái tác động trừ y á, mà cái nhóm nó gắn gắn gần, ví dụ như là ở vị trí meta này đó, là cái số 3 này gắn gần nó sẽ tốt hơn là gắn ở xa đó, tức là số 3 tốt hơn số 2, này gắn ở vị trí para, thằng này gắn ở vị trí meta đó. Còn tương tự như vậy cái nhóm OCH3 thì gắn gần và gắn xa, thì cái gắn xa này ở vị trí para thì nó liên hợp được cái đôi điện tử tự do này, nó đẩy điện tử theo cái mạch liên hợp lên cái nhóm axit tốt.
nó theo hướng cộng C, cho nên là nó sẽ làm giảm tính axit đáng kể ha, so với lại cái số 1 là nó không liên hợp được qua tới bên đây, nó chỉ liên hợp nội khu vực của cái vòng benzen thôi, nó không không vị trí meta nó không liên hợp qua cái nối đôi bên này để đẩy lên cái nhóm axit. Giữa các cái axit này thì chúng ta sẽ thấy là nhóm nitro á, là rút rất là mạnh theo kiểu là trừ Y và trừ C. Đấy, đây trừ Y và trừ C. Thì ở vị trí meta thì trừ C nó không hiệu quả, nhưng mà vị trí octo thì trừ C hiệu quả, trừ Y cũng hiệu quả vì nó gần. Đó. Vị trí para, vị trí para này thì trừ Y trừ C, thì cái trừ C của vị trí para này là khá hiệu quả ha, nó liên hợp được đó, nhưng mà trừ Y thì không hiệu quả vì nó xa đó. Trong khi cái clo này thì trừ Y đó, và cộng C đó, trừ Y và cộng C thì cộng C nó cũng không có hiệu quả lắm, nhưng mà nó cũng có cái rút trừ Y. Rồi thì như vậy thì clo là kém hơn cái trường hợp mà có gắn nhóm nitro, trong đó nhóm nitro mà có trừ C hiệu quả là ở vị trí octo với vị trí para, thì octo gần cho nên trừ Y thường tốt hơn so với vị para, cho nên là octo nó sẽ mạnh hơn para, rồi sau đó đến vị trí meta và cuối cùng là dẫn xuất clo. Rồi giữa các cái phenol và rượu ha, cái này là rượu, rượu thì có tính axit là yếu nhất, nên ta bỏ nó ở cuối cùng. Còn giữa các cái phenol này thì chúng ta thấy là CH3 là cộng H cộng Y, đó, NO2 là trừ Y trừ C, đó, thằng này thì cộng Y cộng H, đó, cộng H, đó, thì hiệu ứng cộng là mà giảm tính axit của phenol, như vậy là hiệu ứng trừ là rất dễ thấy là nhóm nitro là sẽ là mạnh nhất đó. Hiệu ứng cộng làm giảm cho nên là cái số 2 với số 4 thì sẽ kém hơn so với lại số 3 đó, số 2 số 4 kém hơn số 3, trong đó là cái số 4 là có hai nhóm đẩy điện tử cho nên sẽ kém hơn cái số 2. Rồi ở cái bài số 6 này thì cái này cho cộng Y, còn cái này cho trừ Y. Đó, cái này cũng cho cộng Y và cái này cho trừ Y. Thì trifluor này là ba nguyên tử fluor có độ ổn định cao này, nó rút rất là mạnh, trừ Y nó mạnh hơn là NO2. Đó, như vậy là cái số 4 này là rút điện tử mạnh nên là có tính axit mạnh hơn so với lại cái số 1. Đó. Và giữa 2 với 3 thì cái ankin mặt là dài này, đó, nó cho cái hiệu ứng đẩy điện tử tốt hơn xíu ha, so với lại cái cộng Y của cái nhóm ngắn ha, tức là methyl. So sánh giữa các cái axit này thì chúng ta thấy rằng là nó có cái vòng benzen, nhưng mà cái chỉ có hai trường hợp 3 và 4 thì nó liên hợp được thôi, còn cái trường hợp số 1 này là nó không có liên hợp được, nó cho hiệu ứng trừ Y thôi. Đó, thằng này cho cộng Y. Đó, cộng Y này thì chắc chắn là sẽ có tính axit là yếu nhất. Đó, cho nên số 2 có tính axit là yếu nhất. Còn những cái nhóm này thì đều cho là trừ Y hết. Đó. Thì trừ Y của cái vòng benzen rồi kết hợp với trừ Y của cái liên kết 3 và liên kết đôi, thì cái liên kết 3 là carbon nó lai hóa là SP đó, còn liên kết đôi này là SP2, SP có độ ổn định cao hơn, như vậy là cái trừ Y của cái thằng số 3 này là nó tốt hơn đó, so với lại cái thằng số 4, rồi và số 4 này tốt hơn so với lại thằng số 1 là nó chỗ này là SP3. Rồi ở bài này chúng ta thấy so sánh giữa các axit và có một cái phenol, thì phenol là có tính axit kém hơn axit, cho nên là cái số 2 là sẽ cuối cùng. Còn giữa những cái axit này thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy rằng là cái axit benzoic là trung gian, còn cái dẫn xuất này nó có cộng Y và cộng H thì nó sẽ đẩy điện tử, nó sẽ làm giảm tính axit. Đó, như vậy là số 4 là
kém hơn số 1, nhưng mà trong đó là cái số 3 với lại số 5 này thì cho hiệu ứng là trừ y và trừ c, này cũng vậy, trừ y và trừ c, nhưng mà này ở vị trí octo cho nên là trừ y nó tốt, còn này vị trí para cho nên là trừ y nó kém. Như vậy là số 5 sẽ là mạnh nhất. Rồi bài này thì quá dễ ha. Đây là mình chú ý đến những cái nhóm mà nó cho hiệu ứng trừ y nè. Đó, clo trừ y. Càng nằm gần thì hiệu ứng trừ y càng mạnh. Thằng này là cộng y. Đó, như vậy cộng y là sẽ có tính axit yếu nhất, cái số 3. Còn cái trừ y là tính axit mạnh hơn, trong đó cái 4 gần nhất thì sẽ là mạnh nhất so với đến cái 1 và đến cái 2. Rồi, giữa các cái axit này thì chúng ta sẽ thấy có các cái nhóm khác nhau ở dưới này nè. Đây là trừ y cộng c, thằng này cộng c tốt nè, nên sẽ làm giảm tính axit đáng kể so với thằng này là cộng y cộng h. Cộng h thì không bằng cộng c đó, trong trường hợp mà các nguyên tố cùng chu kỳ hai so với lại cái carbon ha. Thì cộng c của cái bốn này nó tốt, cho nên là cái tính axit của nó là kém nhất, sau đó đến cái 1 và cái 3. Một và 3. Còn cái clo này nó cho cộng C nhưng không hiệu quả, ngược lại nó có hiệu ứng trừ y, nó rút điện tử làm tăng tính axit, số 2 sẽ mạnh hơn số 3.